Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung chính sẽ có trong bản tin trưa nay. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến hơn 14.900 điểm cầu trên 1,2 triệu đại biểu. Tại điểm cầu Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội Ba Đình, Hà Nội, đến dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điểm cầu Cà Mau, dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hiển. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt đến các đại biểu chuyên đề những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề về những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt chuyên đề về những nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13, một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng, về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Tại Cà Mau, hội nghị được kết nối đến 127 điểm cầu với hơn 8.200 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, ban ngành địa phương, cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 10. Tập trung cao nhất các công việc về đích để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời Nguyễn Thế Châu đã gặp gỡ đối thoại với đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện với chủ đề Chính sách nhà nước đối với thanh niên. Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đã nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề như cơ hội việc làm cho người trẻ, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề, các chính sách nhà ở, tín dụng, học tập dành cho thanh niên, giải pháp giúp thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội, cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, đóng góp ý kiến vào các vấn đề của địa phương. Ghi nhận những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Thế Châu khẳng định, huyện luôn tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, đồng thời mong muốn đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để học tập, lao động, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Hôm qua, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp trên. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào phụ nữ, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên, chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Cũng trong ngày hôm qua, các cấp phụ nữ và công đoàn cơ sở huyện Cái Nước đã tổ chức họp mặt cán bộ hội viên và nữ viên chức người lao động. Tại các buổi họp mặt, các cấp phụ nữ và công đoàn cơ sở đã ôn lại truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang và ghi nhận đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội và thực hiện ba cùng: cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Đến nay, huyện Cái Nước đã tập hợp hơn 21.800 chị em tham gia vào tổ chức hội và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do hội cấp trên phát động. Thưa quý khán giả, với sự năng động, chịu khó, dám nghĩ, dám làm,
Thời gian qua, phụ nữ nông thôn ở tỉnh Cà Mau đã tích cực lao động, phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình và có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nối nghề của cha mẹ, hai vợ chồng chị Nguyễn Trúc Ly làm tôm khô bán nhỏ lẻ từ năm 2012. Sau đó, chị Ly tham gia vào hội phụ nữ địa phương. Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Trúc Ly được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đầm Dơi để đầu tư trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất. Từ đó, công việc làm ăn dần ổn định, kinh tế ngày càng phát triển. Năm 2021, gia đình chị Ly thành lập hợp tác xã Nguyễn Thơ chuyên sản xuất các sản phẩm tôm khô, chà bông tôm, bánh phồng tôm và cá khô các loại. Đến nay, hợp tác xã Nguyễn Thơ có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tôi làm chuyên tôm khô, cũng tăng sản phẩm tiền ký cũng 15.000. Làm tối ngày thì cũng cỡ 7-8 kg, 10 kg. Thu nhập cũng ổn định, chứ phần gần nhà nữa. Rồi cũng lo được cho con cái. Ở đây được 15 lao động, nếu như ngay chăn nước thì được 15 lao động. Phụ nữ rất là nhiệt tình, hỗ trợ cho mình như là dây vốn, rồi giấy tờ như cái gì mình không hiểu đó. Chị em phụ nữ hướng dẫn, phấn khởi khi đã có cái chữ OCOP 3 sao, người ta tin tưởng sản phẩm của mình. Bán được số lượng nhiều hơn trước, bán lẻ, còn người sĩ thì cũng như vậy. Rồi mình sẽ tìm hiểu thêm sen đỏ hoặc là TikTok, rồi từ từ mình sẽ vô các kênh để mình bán. Từ khi hợp tác xã của Nguyễn Thơ ra đời thì nói chung tạo công ăn việc làm cho phụ nữ hội viên ở ấp Cái Keo hơi nhiều. Ban ngày thì lại đây để phụ lột tôm, thì ngày cũng kiếm được thu nhập để cho con được đi học, nói chung là xoay sở được công việc trong nhà. Ít đất sản xuất để có thêm thu nhập chăm lo cuộc sống, vợ chồng chị Lâm Hằng Ni thu mua củ nghệ tươi để bán cho các chợ đầu mối ở địa phương. Tìm hiểu về cách làm tinh bột nghệ và thấy ở địa phương chưa có cơ sở nào làm, nên hai vợ chồng chị Ni bắt tay thử nghiệm. Với sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của hội phụ nữ địa phương, sản phẩm tinh bột nghệ ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Năm 2022, hợp tác xã Nhật Quy chuyên làm tinh bột nghệ và các sản phẩm từ nghệ được thành lập, góp phần tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương, từ việc trồng củ nghệ và sơ chế nghệ cho hợp tác xã. Để sản phẩm của hợp tác xã ngày càng được biết đến rộng rãi, chị Ni tích cực tham gia các phiên chợ khởi nghiệp, hội chợ, hội nghị, hội thảo, có kết hợp trưng bày sản phẩm của hội viên phụ nữ. Đặc biệt, vừa qua, dự án khởi nghiệp phát triển kinh tế chuyển đổi xanh từ củ nghệ xà cừ Cà Mau, chị Ni đã đạt giải ba khu vực miền Nam và đạt giải khuyến khích toàn quốc trong cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Khi tôi nhận được cái giải này thì mình đó là cái động lực để mình tiếp tục phát triển cái sự nghiệp mình đang làm, để cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn. Sản phẩm có đầu ra ổn định thì mình sẽ tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ ở địa phương. Cái là cái mừng nhất của tôi là như thế, để tạo thêm công ăn việc làm cho chị em phụ nữ, rồi với lại là vườn tạp của bà con ở địa phương còn hoang quá, mình muốn phát triển kinh tế địa phương. Thời gian qua thì thực hiện cái đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế của các cấp hội cũng rất là tích cực tuyên truyền vận động, để trước tiên là nâng cao ý thức trách nhiệm của chị em, rồi về cái kiến thức, hỗ trợ cái kiến thức về khởi nghiệp phát triển kinh tế thông qua nhiều hoạt động và nhiều mô hình. Ví dụ như trận thời thì có cái mô hình là biến rác thải thành vốn khởi nghiệp và hùng vốn để làm như thế nào để giúp cho chị em phát triển kinh tế. Ngoài ra còn cập nhật những cái kiến thức thông qua các cái lớp tập huấn truyền thông về khởi nghiệp, để qua đó khơi gợi cái tinh thần khởi nghiệp trong chị em. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của hội phụ nữ các cấp, phong trào phụ nữ khởi nghiệp như một luồng gió góp phần lan tỏa, thúc đẩy chị em phụ nữ nông thôn sáng tạo, nỗ lực vươn lên và không ngừng đổi mới để làm kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 07 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Trong đó đề xuất tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị người lao động không thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo được xác định là người lao động có thu nhập thấp khi thuộc hộ gia đình. 1. Khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người một tháng dưới 2.250.000 đồng. 2. Khu vực thành thị
có thu nhập bình quân đầu người một tháng dưới 3 triệu đồng. Đề xuất trên nếu được thông qua sẽ góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho khoảng 1 triệu người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng, địa phương. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124 năm 2024, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 86 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11. Ngoài quy định cụ thể giới bên Việt Nam và nước ngoài về điều kiện liên kết, Nghị định đã bổ sung thêm quy định về chương trình giáo dục. Chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục nước ngoài, không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, đảm bảo tính ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học, đảm bảo tính tự nguyện và không gây quá tải cho học sinh. Đồng thời phải công khai đầy đủ chính xác rõ ràng về chương trình giáo dục và kết quả kiểm định, số lượng giáo viên người nước ngoài, số lượng học sinh nước ngoài, phương thức kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập. Nghị định 124/2024 cũng sửa đổi quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Chiều hôm qua, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tổ chức buổi talk show nhận diện và đấu tranh với nguy cơ, cách mạng màu, chiến lược diễn biến hòa bình và vấn đề an ninh mạng trong học sinh sinh viên. Tại buổi talk show, báo cáo viên đã cung cấp các thông tin cơ bản về các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của Đoàn Thanh niên về an ninh mạng và ứng xử văn minh trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đoàn viên sinh viên nhà trường cũng có thêm kiến thức để nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch về cách mạng màu, chiến lược diễn biến hòa bình. Thông qua talk show, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên thêm tỉnh táo, sáng suốt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tuổi trẻ với non sông đất nước, trở thành nhân tố nòng cốt trong xây dựng mặt trận đoàn kết toàn dân, trí tuệ, bản lĩnh khôn khéo, linh hoạt, tự tin, bền chí, kiên cường trong đấu tranh trên mọi phương diện, nhằm tạo ra một hợp lực đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những âm mưu diễn biến hòa bình của thế lực phản động. Dịp này, Trường Cao đẳng Cộng đồng cũng vận động 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần cho các bạn trong học tập, hoạt động, phong trào của sinh viên. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm An Tâm Đường đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Theo đó, trong thời gian vừa qua, trên một số trang mạng xã hội Facebook và website chăm sóc sức khỏe Việt.online đã quảng cáo sản phẩm thực phẩm An Tâm Đường, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Cục An toàn Thực phẩm đã làm việc với công ty cổ phần thương mại EO Pharma là đơn vị công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Tuy nhiên, công ty khẳng định không thực hiện quảng cáo, không ủy quyền cho tổ chức cá nhân nào quảng cáo sản phẩm thực phẩm này trên website và Facebook đó. Dạng bào chế sản phẩm của công ty công bố là dạng viên nang cứng, không giống sản phẩm đang quảng cáo. Để đảm bảo quyền lợi sức khỏe, trong lúc cơ quan chức năng xác minh vụ việc, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm được quảng cáo nêu trên. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.